Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình có quay lại nhà chị trên sau đó. Thì nãy mưa khá là to luôn, mà không biết chị sống ở phía trong như thế nào á. Giờ mấy anh em cũng quay để chia sẻ của chúng chị nha. Không biết hai vợ chồng đang làm gì đây. Biết ngủ hay thức đây ta. Ôi. Ôi, làm gì đó? Làm gì á? Đưa đường nước sữa. Rồi nãy ủa gì vô chút sữa là sao? Chút sữa trời ơi, nãy mưa có dột không? Chút sữa. Nãy mưa có dột không? Không, trời đâu có dột. Dạ rồi sao có niệm mới không nằm đây trời? Niệm mới đã qua nhà mới, ở qua nhà mới tiết kiệm. Qua nhà mới mới chưa hả? Hay chồng mới ý là qua nhà mới là đổ đồ mới luôn nha. Sao là không gì mà nhìn tôi mà thấy được không? Thấy bây giờ rồi. Thấy từ bây giờ hả? Không được hả? Có hả? Có sữa không? Sữa kìa. Sữa. Mà đem lúc kia về nuôi nữa. Ta đẻ cho ông đứa đi, ta nuôi. Hiểu không? Thì mà chúng sao chúng đi đẻ rồi mà có nhà không tao. Vậy chim sâu còn thuốc không? Tài trợ cái dần sớm. Chừng nào hết rồi lấy thêm cho chị uống. Uống cho tới chiều rồi đó. Thì vô bệnh viện á. Còn ơi, có mình nha, là không được nha. Thì sao? Có còn ngã. Thương dữ ta. Để chó lại tôi gặp kìa, đó đó nè, kèo nè. Trời đó. Khước không? Khước không? Gì giữ cổ con hả? Sữa con. Thôi đừng có nói gì mấy con đó nữa. Nè. Kể nó đi. À, thiệt tình luôn. Khôn bà cố luôn. Khôn không? Khôn không? Mày thôi chứ. Nói chứ thương chồng lắm mà nghe. Cậu này. Chịp sao bữa nay trời mưa. Mát mẻ. Hát tặng bài ơi. Không. Cầu quá. Cái gì? Đi cầu hả? Gì muốn đi cầu hả? Đâu. Có nó chó nữa, kệ nó. Nó làm quen cái gì kìa anh ơi. Quen. Nhỏ nó quen, lớn lên không quen đâu, không có sủa. Chiều kia không làm đồ ăn đi, sao? Làm đồ ăn hả? Bữa nay hai chồng ăn chung với mấy ông thợ. Đuổi không? Đang khóc rồi hả? Không có làm đồ ăn ha. Ừ, hỏi ông sao sao ông khóc à? Hỏi ông coi. Trời quá vui khóc. Sao ông vui chuyện gì mà ông khóc? Quá vui khóc. Vui gì? Con ở nhà có kèn hơn có kèn nữa. Cái gì? Ai cho? Quân. Cho nhiêu? Cho 70 triệu. 70 triệu hả? Thôi. Có ông nghe. Có ông đó mà đừng có đặt đều quá. Có được thôi. Sao mà biết? Ông Long nói mới biết. Ông Long nói hả? Ông nói có 7 triệu mấy à. Qua cái miệng chim sâu là nhăn lên 10 lần luôn ta. Nghêu. Hỏi ai yêu đây hết yêu rồi. Trời ơi ai yêu? Mà dạ, không em yêu tôi. Chú Quốc à. Tại sao lấy số tiền ta nói cho bao nhiêu? Long đập cho chị đi. Bảy triệu mấy? Nói lỡ anh Long nhiêu cho biết rồi. Bảy triệu mấy? 7 triệu lẻ 80. Cũng sai luôn rồi đó. Còn 1 triệu kia là trả cho chị rồi đó. Là được 8 triệu lẻ 80 đó. Mà trả hết cho chị hết 1 triệu rồi. Tại mà chim sâu trên mà 50 triệu ở đâu có biết đâu. Trên 50 triệu là bà hết biết rồi. Bà nói 100 triệu nhỏ hơn 50 triệu. Bà từ con số 50 triệu lên là thôi hơn 50 triệu bà không biết đâu. Giờ đem 50 triệu ra bà đếm qua, bà không biết đường đâu bà đếm. Bà không biết, bây giờ tôi đố bà nghe. 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, 900 triệu với 1 tỷ cái nào lớn? Tỷ lớn hơn. Đồ, dữ. Trời ơi, biết ngay 10 điểm hả? 10 điểm. Giỏi à. 10 điểm. Nhanh gọn lẹ. Tự nhiên ông kèm tiêu 1 tỷ bởi vậy bà biết, phải rồi. Đố lại cái anh. 1 tỷ với 2 tỷ nào lớn? Mà có ai? Ta hỏi kìa, trả lời 1 tỷ với 2 tỷ nào lớn? 2 tỷ lớn hơn.
giữ mổ biết. Ờ ngốc quá mày á. Tưởng ta ngốc quá mày vậy. Ừ. Có ngốc không? Có ngốc không hả cô? Gì? Hai tỷ lớn hơn. Gì bà nói gì ổng khờ bà hả? Ổng khờ bà. Dạ 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 có tiền có nhà. Ừ. Có tiền. Có mẹ không như vợ. À. Ý là ông khờ ông bà là có tiền này kia ông cho mẹ chứ không có cho vợ là ông khờ ông bà phải không? Có tiền rồi. À, dạ, còn rồi. Còn bà thông minh hơn ổng là có tiền nhiêu là bà ém cho mình hết bà không cho ổng là bà con không? Đấy đấy. Gửi ngân hàng. Gửi hàng làm gì? Gửi hàng. Gửi hàng đi. Gửi ngân hàng làm gì? Để dành chị bệnh. Chị bệnh hả? Giờ không chịu trả lời. Đánh trống không à. Gửi hàng để dành chị bệnh rồi chứ sao? Ủa sao không lúc ra làm đám cưới? Ừ. Đám cưới đi. Đám cưới nó vui đồ đám cưới quá trời đồ đám cưới mà. Hả? À, giờ có đòi tiền mẹ chồng nó không? Sao hả? Sao không đòi nữa nữa? Trả rồi đòi gì nữa. Bây giờ chuyển sang đòi ông Long. Đòi phụ bổ chim sao? Chả còn chuyển sang bây giờ phải chuyển sang mới đòi ông Long. À, chuyển sang ông Long có thiếu tiền mà không? Có không? Không luôn hả? Ở giờ này giờ bên đây. Ô hồ ông ta. Bà sao? Ông nội ông nội. Nãy giờ sao mày không nói chị nghe nè. Okay. Chị nuôi á là phải sạch sẽ nha. Cho nó ăn uống rồi tắm rửa nữa đó. Mai mốt lên nhà mới mà dắt nó lên là mẹ có chồng không? Không có chịu đó nha. Có chuyện hả? Nuôi nó phải tắm rửa. Ừ. Nó ị nữa đó. Trời ơi, bà chưa tắm bả nữa, bà tắm cho con yêu. Giờ này, dạ. Giờ này tắm chưa? Chưa. Chưa nói sao đó. Đồ hồng cho chồng coi mà. Ừ, quên nữa. Đi tắm đi. Chồng kêu kìa. Ngủ anh ơi. Ngủ anh ơi. Ngủ đi, dạ, tiếp đi. Không, giờ tiếp đi. Hỏi đây. Không, ngủ hết được rồi. Bê quà đây. Không, đi ngủ rồi. Ngủ với vợ nè. Sao sao lâu, bây giờ đi tắm đi. Giờ này cũng 4 triệu rồi, 4 mấy rồi. Tắm được rồi. Ừ. Tắm nó cơ, nước gì kìa. Trời ơi. Trời ơi. Sao mà đó vậy? Tôi còn tắm đi hết tóc chồng nữa. Tắm gì vậy? Ừ, tắm chung hả? Còn đi hết tóc nữa, hết tóc rồi tôi mới tắm. Bà hết không? Dẫn bà đi hết luôn. Lên hết rồi, cái này hết rồi nha. Không, lên trên công viên trên Hồng Ngự kìa, có chỗ hết tóc miễn phí kìa. Hai chồng hết kiểu luôn. Hết kiểu luôn, kiểu hàng quá. Kiểu rồi. Tóc rồi. Ta đồ đâu mình tóc rồi. Chịu không? Đi không? Đi không? Rồi tôi gạt đây tôi hết gạt đây đi đâu. Ê ê ê. Thế này. Có thế luôn. Không có giành giật gì kỳ cục quá trời. Trời thôi. Má mày. Mua cái chuyện ta đi đánh trong lệnh. Đi hết tóc rồi nè ông ơi. Đi tắm đi hết tóc rồi nè ông ơi. Sao hả? Vậy được rồi. Vậy được rồi sao hả? Vậy là đẹp không? Đẹp không? Thôi anh Long đi hấp tóc đi, để bà đi tắm đi anh Long. Tôi... Đi đi, đi đi. Long, đi đi, đi hấp tóc đi. Rồi, rồi. Định chắc. Nó lóc bây giờ. Trời ơi, mình nữa. Mấy con ơi, con con đó. Đi đi anh Long. Mấy đây. Anh đi rồi bả mới tắm được chứ. Mấy rồi, mấy đây rồi. À kìa con cặp. Đi 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 đi. Nhiều rồi. Đi qua vậy? Nói đây. Không quan biết. Đập, không quan biết rồi cưới. Không quan tâm tới nỗi vậy. Không biết, không quan tâm, không quan biết rồi hậu cưới bên cũng là giỡn hết. Rồi. Nghĩ từng giờ tao ngồi luôn á. Đi đi đâu? Đi tắm đây, tôi đi tóc về mà chưa tắm nữa. Tôi đi hóc tóc chừng nào mới tắm tôi mới hết. Thì bà anh đi hớt tóc về bà không tắm thì anh nói tối nay ngủ ghi không ngủ chung nữa. Ờ à, đúng rồi đó. Chính xác. Chung xác. Ủa mập điểm à. Ờ. Không có tắm mà sao ngủ chung được. Tắm 10 điểm mới đúng 1 điểm. Đi đi đâu. Ngủ em, ngủ rồi chạy. Má thầy cho tao ngủ đi đi. Rồi xong luôn. Rồi. Rồi. Bèn. Đi luôn anh ơi. Đi. Ngày mai. Cái gì nữa? Đi luôn luôn lắm. Đi cá. Đó bà, hồi nào có cắn không kìa chồng đi vệ sinh sạch sẽ đó. Đi rồi. Ủa
ổng hấp tóc hồi về nhìn ổng khét liền. Quên nữa, ổng hấp tóc lên là ổng tút nhìn vẻ đẹp trai của ổng là đúng rồi. Lo nữa này nha. Kiểu này như kiều Mỹ là về lúc ổng đi luôn. Ừ, đi luôn. Con chim sâu ở nhà đói luôn. Cứ ngờ con hai người mất đi về tôi giả. Hai người giỡn. Tội cái gì tôi chúc ông vui vẻ an khang thịnh vượng tận cứ vợ mà chúc gì đó năm đi ăn tóc rồi cả nhà ơi cứ vợ mà chúc hạnh phúc cho anh khang thịnh vượng bà phải tắm rửa sạch sẽ rồi vô ừ. Trang điểm đồ trang điểm này kia lên ai có mi nhon đồ vô ừ quên phát cái bộ đồ hồng đồ lên ừ đồ hồng này kia lên ổng thích màu hồng mà thích màu hồng à Rồi mặc áo chặt cái không nổi luôn. Từ khi chị chim sâu lo lắng tới giờ anh đâu mặc áo nào cũng chặt. Thấy giờ. Ai không biết ê. Bây giờ. Khỏe căng rồi có mấy không đủ rồi. Tốt vào đồ đó rồi mặc xong rồi dục bỏ. Chứ không có đây dành giữa mà. Mặc xong dục bỏ gì đó, có đồ mặc nữa. Đây, Long bị tắm này cả nhà ơi. Giờ này thì chị chim sâu thì ngồi ngáp. Cái này ta gọi là gấp gùi đó. Ồ, cơm chín ha. Cơm mấy vậy, cơm đi. Rồi. Anh cũng xin chào video rồi. Chúng ta chỉ cần mọi người dẫn cho nhận nó đánh thêm video tiếp theo nhé. Đi đâu? Tắm chị.